Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Bá Đạo người nha. Xin chào anh em một game Gomu hiện tại nha, mình đây Tiểu Tử Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ channel phát triển nha, mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại đây. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình vui chơi sự kiện anh em, quay sự kiện thôi. Thứ nào? Thưởng xếp hạng lực chiến. Quả top 18 anh em nhé, quả tôi lên top 18 các bạn. Ui, đêm quả đùa càng lắm. Càng giá ma đúng các bạn, đến phút cuối lực chiến nhảy ầm 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 luôn các bạn. Bây giờ bảo xếp hạng mới thấy được không? Tổng lực chiến này. Là top 19 các bạn đây. Hôm qua lên top 16 các bạn, xong rớt 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 rớt, bây giờ xuống top 19 này các bạn thấy này. Đây anh em, đó. Để lên được cái top này thì bù lại thì hôm qua đây anh em, qua tôi cày đấu trường, quên cày vực ở gì em quên anh em, nói chung gỡ ra các bạn thấy, hôm qua đi trăm giá man luôn các bạn, trời ơi, bây gỡ ra phải tụt xuống cả vài chục ca để chiến nhưng mà tôi gỡ anh em, bởi vì khám đá này về cho tướng chính chứ không chả cần gì nữa, hôm qua bút để nên cấp được chiến đấy quà thôi, giờ xong việc rồi thì gỡ hết ra anh em, tối qua đi đậu thần đúng không? Các bạn leo đậu thần, ui leo hơn trăm map các bạn, cày ảo thật sự luôn các bạn. Em bảo tuần mới hôm nay sự kiện mới nhưng có không biết có quà cá gì nữa không anh em. Đây, giờ cái mặt tôi cứ gỡ hết này của tôi ra đây anh em. Để không được thôi nhưng tôi nghĩ gỡ ra anh em, gỡ ra luyện đá lên anh em. Ôi, trời ơi. Thu hồi lại hết luôn anh em nhá. Thu hồi lại hết đến đến dàn tướng chính luôn, đến dàn tướng chính đừng nghĩ. Mỹ hoặc cũng ra luôn đi. Nổ cũng ra đi, đo cũng ra đi. Mấy viên đá ba này ra hết đi. Để là 4 thôi anh em. Đây, chỗ nào đang có đá ba cho ra hết. Rồi. Cũng khá khá đấy anh em. Đấy, hôm qua leo hơn trăm map mà. Giờ là 400 map, 400 mấy đậu thần rồi anh em. Quá khủng khiếp. Nên là đấy. Tuyệt vời luôn. 4 viên. 4 viên. 4 viên tiếp. 4 viên. 4 viên tiếp anh em. 2 viên. 2 viên. 2 viên. Phải cũng lên được 2 viên anh em. Căng nhờ. Nên đồng viên đã thủ 5 này. Tôi đã bảo anh Sen tháo viên đá thủ ra. Thả viên này vào anh em. Anh Sen không dùng đá thủ làm gì. Không phải nói ai đâu nhưng mà hiện tại Sen có cơn trước. Tôi còn đang vào đội team lại anh em. Không chơi tem này nữa, cho Luffy GT 4 lên anh em. Qua đi tem bị đánh boss cũng được. Đang bảo chơi tem lên các bạn. Rồi tạm thời cứ Pero đi anh em. Pero ra. Thế cho cháu này anh em. Đây. Đấy. Cũng được anh em. Giờ dư mấy viên đã 4 lận, 2 viên. Lầu trước à? Lo. Không, không phải lo anh em, mang cho anh này trước. Đây. Rồi. Đồ mi hạnh các bạn. Đồ mi hạnh. Đây. Đó, quay trở lại anh luật cỡ ở đây, anh đục Flamingo. Đấy, lên sáng nay pick đá cho anh em đi xong lên trong 30 điểm sự kiện gọi pick đá đó. Cũng hết đá luôn anh em. Tồn phải chục ca để chiến các bạn. Ui 35 ca chiến anh em thấy không? Tồn rất là nhiều. Vì sao vậy? Do cái anh em tồn này tồn nhưng mà chúng ta khảm lại được tem chính cũng được rồi. Ok. Ichiji. Tặng được không? Cũng hết luôn anh em. Vàng đủ không ta? Bao nhiêu tốn 800k belly đúng không? Ok anh em, hôm nay tăng sao cho anh Ichiji lên 5 sao luôn. Con này tướng búc được mà. À không chơi được anh em, tôi up lên 5 sao luôn anh em để chơi lâu dài cũng được. Con này một trong những tướng cũng khá là ok. Nên là nâng lên chơi được anh em, nâng lên để chơi là một trong team mà. Sự kiện. Vẫn đang gặp nhận quà đặc tràn anh em. Đây, 3 ngày nhận được mi hoác này, kim cương.
Điểm danh thì hôm nay chúng ta sẽ nhận thêm một quả thuyền mới anh em. Đó, ngon lành tiếp. Ưu đãi giới hạn. Ấy da, sáng nay đang vào xương rồi. Đích nạp huyền thoại. Ok. Ngon anh em, nhìn trông vẫn hấp dẫn đấy. Nạp đơn này. Bị ngô, hãy lại nạp góc mốc để nhận quà bị ngô anh em. Uầy. Mốc 5k với đốc ấy, ngon nhỉ. À, hôm nay nạp Katakuri anh em, hôm nay trở lại nạp Katakuri à. Tức lệnh ngọt anh em, đây chắc là tè Katakuri. Truy lá, Katakuri anh em, hôm nay Katakuri trở lại này. Đó anh em nào mà chưa làm thì chỉ thủ làm. Nói chung cháu này thì mấy nay thì nhiều bạn bảo là nên làm anh em. Thôi hết tiền rồi, chịu rồi. Lễ hội trở lại anh em. Đấy, chúng ta ui một năm tới luôn à, kết thúc một năm tới luôn à. Ui thế tao ok anh em. Đúng rồi, bởi vì đây này. Tao nhìn đây anh em. Never là cái level pool 80 mà. Cũng may hôm nay có thêm cục thịt anh em, đang thiếu thịt không biết bảo nãy hai lấy gì chơi. Vượt ải này, kim cương này. Ôi trời, FP này. Mình tha hồ anh em. Đó. Phẩm tướng tím 11 17 cháu à. Rồi tha hồ anh em, đấy. Thôi từ từ anh em. Xong cái lễ hội rồi. One P. À. Đổi hạn giờ đấy anh em, sự kiện lễ hội đèn bí đỏ Halloween đấy anh em, lại đổi hạn giờ. Danh hiệu dương tím 500 kim cương 190, ôi được một cái danh tím nữa. Đạt cấp 4. Thuyền của ai đây? À, rồi ok các bạn. Dùng món này ngon này. Chạy Gomu 4k8 cộng với bao nhiêu? 50m hay 5m? 5m hả? Ok, thế thì tích đổi anh em. Uầy, tăng 5 năng lượng không thể bị tiêu hao anh em, cái ngon này. Dương cài đặt, ok. Ôi, Pero anh em, mùa này đổi được Pero này. Bạn nào đang thiếu mảnh Pero đổi, tôi sẽ đổi anh em. Ở đây là được 100 mảnh Pero à. Để về up sao cho anh ý các bạn. Rút với cả Thoberus này. Ngoài ra có mảnh Tứ Hoàng anh em, uầy. Toàn hàng xịn thôi anh em. Đó, sự kiện đổi quà cũng không phải nói, không phải là rặng vừa đâu anh em. Đó, có thể đổi thêm một số tư hoàng nếu như anh em nào. Chafan Galroa. Mấy giờ sự kiện mở chưa nhỉ? Từ anh em trên này sự kiện là xem này X2 đâu như nào. Quà tặng VIP. Đây này X2 giờ tiếng Anh đây anh em. Rồi này X2 giờ tiếng Anh. Ok, lại 3 cả mấy kim cương rồi. Mấy là giờ đã rơi đèn chứ nhỉ? Tôi kệ anh em, nghe bảo 10 giờ mới mở nhưng thôi anh em. Sáng ra rảnh tôi làm nhiệm vụ luôn chứ giờ tí tôi đi làm nữa cũng không có thời gian để mà cày được các bạn. Ồ, lên level 60 mở thêm đây nữa rồi. Tuyệt vời anh em. Đây, hôm qua tôi chơi team này các bạn này. Thề team này đánh fail rá man anh em, giờ không có đi đổi qua team này được các bạn. Bởi vì nù nó cũng khống chế khá là mạnh các bạn nhá. Thật sự nù đánh nó cũng khống chế gọi cứng anh em. Đấy. Đỡ nhảy, đội bạn nhảy liên tục không kịp đỡ đòn đâu anh em. Tao hồ lượng các bạn. Xứng đáng 10 điểm. Nộm luôn anh em, buồn sao. Đó. Đây là tôi đang nghĩ là có khả năng chơi team đấy. À rớt đèn rồi anh em, rớt đèn rồi, rớt đèn rồi, rớt đèn rồi. Đã rớt đèn anh em. Uầy. Hôm nay đã đến trận này rồi. Trận hôm bữa đánh còn chưa ăn được anh em. Tôi kể cái lên thử. Thuyền mang hết thuyền ngon chưa? Ok. Sáng nay chưa lấy video hơi dài. Tranh thủ quay. Ôi dồi ôi, lại xong rồi. Rồi, kiểu này thì thôi anh em cứ ăn mong ăn được cái ải này cho nó pull sao đó anh em. Rồi tính tiếp. Giờ trước mắt cứ mong ăn được cái ải này pull sao đó rồi tính tiếp anh em ạ. Không trông mong quá nhiều. Đấy, ăn được cái ải này pull sao đi rồi tính tiếp các bạn. Cái được cái này pull sao đi cho nó gọn anh em, để bày cản quét cho nó ấy dừng đặt được búa tím được đến này chấp nhận anh em. Đây chưa ăn được cả đấy, nó nữa đây anh em. Đó, có đèn rồi anh em nhá. Đây, có đèn rồi anh em, đi thủ quét cũng được đấy, mỗi ngày nhà tôi được mỗi bên được mấy cái, 6 cái à, cũng được, nói chung cũng được anh em, gom dần cũng đổi được mảnh pero đồ thứ đại trình. Thấy nhiều anh em bảo có mẹo đại hải trình gì đấy, tôi chả biết lắm, nhưng mà nhiều bạn bảo đánh cái gì mà để tem yếu tem mod gì đấy, mà thôi tôi không quan tâm anh em, thôi kệ. Để con đồ vào anh em, thề nụ đấm được giá ma luôn đấy, nụ đấm được giá ma luôn anh em, không phải khói đâu, thề nụ đấm được giá ma luôn đấy.
xịn luôn. Làm nhiệm vụ rồi anh em, làm sơ sơ qua làm nhiệm vụ. Đây 439 các bạn, hết tầm luôn anh em. Qua đánh như này là hết tầm luôn các bạn. Gọi là không đánh nổi nữa luôn. Đây đây. Hôm qua đi là không đánh nổi nữa tôi mới dừng đấy các bạn, chứ không phải là ấy. Tem chính không ăn được, tem chính thì một tí rồi là bay màu mất cháu Kiraru luôn anh em. Phải để nù lên đứng đầu nó không chế nó đỡ hạn cho nhà thì không chịu nổi anh em. Mà quên tôi phải vích đá lại nhỉ. Thử phát anh em. Đây đây đây, vẫn vậy anh em. Đây vẫn tham cảnh hôm qua. Tầm này thôi. Hôm qua đâu nổi màn 1 nữa mà. Có lượt này đánh hết tầm hết cỡ thì may qua được, qua thôi, qua màn 2 thì còn thua anh em đó. An. Quên em không vào cản để mở có đá thêm anh em. Em hơi vội. Cái này thì tí mới mở. Kiểu chiến à, từ từ anh em rồi. Thuyền này. Uầy. Đâu ra lắm đấy, đâu ra tôi có thêm 50 mảnh lúc nào vậy? Ok các bạn, rồi thuyền đây rồi xem nào. Các bạn thêm thuyền cũng được thôi anh em. Tạo lớp rồi hấp thụ. Uầy cũng được đấy anh em. Lên 10 sao xem nào. À, lên 10 10 nè. Hấp thụ 8 cho nó thượng cũng được anh em, cũng được đấy, nhìn qua cũng được. Hàm đội miễn phí. Cứ từ anh em, xong chúng ta sẽ đi quét X2 này, còn X2 mà cứ thông thả anh em. Rồi ok, tăng cấp tập kích cũng từ từ anh em, về tí nữa tầm gần tối tôi đánh sau. Thành tựu 2 tướng 5 sao. Ok, và túi này anh em, tôi nhớ nãy có một dương bảo vật đâu nhỉ. Hay dương đá, một dương đá cấp 4 ạ. Ui, lại gậy thời tiết. Lanh quanh toàn bị trùng ạ. Tôi lanh quanh tôi toàn bị trùng đấy anh em. Kiểu cay giá man ạ, toàn bị trùng đồ. Bảo vật đây này. Mãi không hơn được món nào. Thôi kệ anh em có cũng được, có thì úp lên thôi. Nên nào, lại được viên đá cấp 3 anh em. Lại có đá cấp 3 và ghép cho mấy cháu. Đấy. Rồi ok. Xem lại nào, cu lô đá. Anh Nuật ok chưa? Anh Nuật chưa ok cho lại. Còn mang cái lăng này, này không để ý anh em còn mang cái lăng nữa. Ừ, xém quên mất anh mang. Xém quên mất anh mang cái lăng. Ừ. Cho độ phi tí này. Gì cũng ổn rồi. Cho lên 4 anh em. Không làm gì được thì cho lên 3. Cho lên 3 anh em. Rồi. Ngại thời tiết thì theo tôi nhớ là không nhầm mang cho cháu này. Tăng bậc. Ui thất bại à. Thất bại thôi. Thất bại thôi anh em, chứ đèn gì đâu. Cũng vậy thôi. Chiêu mộ. Rồi ok các bạn, giờ thì vào túi sấy hết này. Đây tối qua tôi xả hết rồi nên là giờ cũng còn bao nhiêu, còn bấy nhiêu rồi anh em. Đây 45 cái, 1k9. Hôm nay X2 và 1k9. Nâng cấp con Kiraru nhá. Hiện tại đang up Kiraru anh em. Cơ bản cho này tôi thấy cũng được anh em, nên bụng nên nâng, nên là chính thống nâng cho nó. X2 này anh em thủ quét. Biết là từ hôm qua rồi, hôm qua trên group fanpage là nhắc rồi. Mấy anh em đã nhắn tin nhắc tôi rồi, mấy bạn cũng bảo tôi cũng thông báo anh em trên video rồi. Thế là hôm nào, thế mà hôm qua bởi vì đồ top anh em cắm đầu bấm cổ để mở đồ top, thành ra là cũng phải chấp nhận. Thật sự cái này là phải chấp nhận thôi anh em, chứ không thể làm gì được. Thế là hôm qua cũng úp level 60 trong đêm nên là dùng hết tài được rồi. Hôm qua tôi dùng gần 2k, 3k thể lực trong chỗ này đấy anh em. Hôm qua mà không dùng là hôm nay cũng không ngon lành đấy, chứ mà không đâu. Giờ nốt chỗ này thôi, cũng chẳng còn đâu nó mà súng. À quên, có nhận quà ngày nữa, còn ngày được ít mấy cái bánh bao nữa. Chung tạm tạm. Rồi ok. Thôi thì cứ tranh thủ thôi anh em, biết hả giờ được đến đâu cho thầy đến đấy thôi. Giờ thì phải chấp nhận biết làm sao giờ. Thế ra phải quét được lượt nữa anh em, lượt nữa mỗi lượt có 20 kim cương nó cũng không đáng bao nhiêu anh em, nhưng mà tình hình này là không quay lại được nữa, tôi cứ ăn pool được một vòng như này cho tất cả các hộ, cái này là ok rồi các bạn. Đầu từ giờ đến tối quay bên cam sau. Không biết đủ không nữa, không đủ rồi các bạn. À may quá, úp cấp 60, may quá các bạn, đúng lúc, vừa tròn đúng lúc luôn. Thêm được 2 món nữa lên. Nhiệm vụ nào? Nhận quà nhanh anh em. Ô,
Sáng nay à còn tăng cấp cái năm cơ trang bị. Ừ còn có mấy cái tôi chưa làm anh em, mua Belly nữa kìa. Có mấy cái đơn giản nhất mà chưa làm anh em. Sử dụng MP cường hạ thuyền rồi. Ok, còn mấy cái này chưa đi nữa. Rồi ok, tăng cấp à. Nào thì tăng anh em. Quên. Đây đây, hôm qua còn biết cái mẹo đây anh em, không phải tăng như vậy cho tốn anh em. Đây như này nó đỡ hơn này. Đấy, hôm qua lúc đua top mới biết cái mẹo nữa anh em. Thay vì cứ ấn cho nó nhảy luôn một phát thì tăng nhìn nó sẽ đỡ hao hơn anh em. À, từ từ. Ui, mấy cháu này còn chưa đủ anh em, còn tới luôn đi. Sáu mốt. Đấy, theo yêu cầu của anh em luôn nhá, quay video hơi dài, anh em thông cảm luôn. Không đủ à? Đủ vàng không biết nữa anh em. 61. Mỗi lần tăng là nó chẳng tăng bao nhiêu đâu anh em, nhưng mà nói chung là cũng gọi là xứng đáng thôi anh em, các bạn cảm giác xứng đáng thì các bạn nên thôi. Này tôi quan chưa up được đây các bạn, giờ mới up được đây. Pero đi. Đang trang bị. Rồi mua Belly. Belly thử nào vậy anh em, nhấp ngay vài phát xem thế nào. Chưa mua à? Thành tựu anh em. Rồi ra con cường hòa thuyền mới đi vô biển à. Ok, được 20 cái bánh bao, 3 cục thịt nữa. Đang rở cho Pedro đi thì cho đi lên luôn anh em. Ok, Pedro đi. Đây các bạn, x3 được món nào thì được thôi. Đó, đều đang x2 mà anh em, đều đang sự kiện x2 này. Trời, ngon lành luôn như không đâu. Đều đang sự kiện x2 ngon lành luôn như không đâu anh em. Ok, tạm ổn. Này, lại lên được 11 4 mấy. Thế thôi, rất tốt cũng được anh em. Giờ thì chúng ta sẽ vào làm trận với vua biển nhờ. Ok, đánh xong tôi sẽ quay anh em coi. Đúng là một level nó khác hẳn anh em. Đó, giờ ta lên được level, đánh lên level 120 này, 67k anh em. Chô, ngon lành. Giờ bị hẹo mất hai cháu nhá. Mày đánh với cá bon, nebon theo tôi hết cầm sát thương vật lý, tôi check thì cầm sát thương vật lý nó vẫn ok hơn. Chô. Mày lên được 70k gỗ rồi, anh em bao nhiêu được comment coi nào. Ngon lành các bạn. Đây sang này có thuyền được bung rồi. Đây anh em. Thằng này bung thuyền luôn. Tăng lên là cộng anh em. Ngày trước thì không biết chơi, nhưng mà chơi thì không phải cũng không phải là biết, nhưng mà bạn Việt ít nhất biết đọc thì nó hiểu hơn anh em. Đó, giảm tốc độ đánh này ngon lành luôn. Tiếp theo thì có thuyền nào thì chơi thuyền đấy thôi. Ui này, chúng mình gọi được thuyền này rồi. Ok, lên thuyền này nhá. Tiếp theo tôi lên quả thuyền này anh em. À mà mình cứ kiểu lâng dở hơi nhỉ, mình thôi kệ anh em nữa rồi. Thôi đằng nào cũng được anh em, đằng nào trước sau gì cũng phải thôi mà. Đi hỗ trợ trong team anh em, thế là ngon rồi. Ôi, thì chưa like chắc video tôi cũng tạm thời xin phép kết thúc anh em. Đây, đã quẩy xương xương thì kiện thế thôi anh em. Cũng quá trời rồi. Bây giờ có làm à, đây đây, có đến đảo lên trên trời anh em làm cho nó xong nốt luôn. Hiện tại thì chắc là vẫn là thám hiểm Belly anh em. Trời ơi, đúng hay sai thì hiện tại Belly tôi cũng khan quá các bạn. Không 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 làm gì được, vẫn khan lắm anh em. Nốt, cầm gì mấy cháu này theo anh em. Smoker đâu ra vậy? Đây, rồi ok. Thám hiểm tiếp nào. Đấy. Trận 2 cô lô. Một cô lô một công chế. Anh ấy đi theo, rồi. Trận 3. Nó này, mi hoắc này. Cho cháu này luôn anh em. Súng xịn sò luôn nhưng mà không quá.
Rồi ok, xong 3 ván, cuối cùng là thu thập FP. Nhưng giờ cái nào khan thì chúng ta tranh thủ làm cái đấy thôi. And đi. Cò thuyền cho đi anh em. Tiếp tục trận tiếp theo. Đục phi. Rồi, và trận cuối cùng anh em. Cơ bản sắp thế nào cũng bị cướp rồi mà cứ sắp cho nó hay thôi anh em. Hoàn tất. Khởi động xong buổi sáng thế nhá. Video kết thúc đây, hẹn anh em kỳ tiếp theo. À quên ghé fanpage cái gì. Ok anh em, tôi vừa qua luôn, chả gì đặc biệt, có gì tôi sẽ cập nhật anh em ở video sau nhá. Giờ thì bye bye người, và anh em thích cái series liên quan đến game Go Mua Điện Thoại đừng quên lại kênh một like và một đăng ký nhá. Giờ thì bye bye mọi người.